tiền tả hữu ý. Bồ Tát Tăng Thiên Già Na, Đức Hộ Pháp Di Đà Thiên Tướng, Vận Thần Thông Vô Lượng. Thiên đình
toàn thiên công chúa quê quỳnh đôi bên hội quỳnh tiên khăn điều áo thắm chốn quảng ngàn nội cấm vào ra còn môn tứ vị vua bà công đồng thánh mẫu tam tòa chúa tiên đền sầm sơn địa tiên đền sầm sơn thờ địa tiên vương mẫu chốn phủ dày nổi dấu thiên hương tình mời thánh mẫu đệ tam xích lân long nữ ngự đền y thoái cung rồng chấn thủ năm phương quản cai sơn hải đại sang đông quân tuần quan thường ngàn tối linh cũng tình mời để mẫu thiên đường
sự lại ra đi mộng ước đèn thờ đục cuồng bát cảnh xanh xanh nghe xanh tiếng đồn bát cảnh xanh xanh tà thần xanh yêu tình hà chốn nơi ngàn quỳ tươi vô cát nguyện một màu gió mát sân đánh chim đàn hải ngạt nô nhịp tình hương giang du tự mộng nương cổ đường hoảng nó đắc thanh đường chi tâm kim đường nhất du biến thấp tường nằm mô hương cũng giang bồ tát ma ha đắt mô hương cũng giang bồ tát ma ha đắt mô hương cũng giang bồ tát ma ha đắt khai quang song nhan thập cười mong về chứng từ trung ngã tích tinh hương cũng sàng tiên phong hoàng thân cận thành chú tiên sư ca lăng nước sơn từ bi lân mất chúng sinh ngô ngang kim đỉnh lệ lòng nhàn chư thiên minh gia hồi cúc đệ tam thánh thiên cung thỉnh mừng đệ tam thánh thiên ngọc hồ thần nữ đền dưới thoại cung sớm kết đoàn phòng kinh duyên đi sớm kết đoàn phòng mà thảo mai để tiếp mơ đem lòng mà xe hoan dưới đỉnh chân nhang thân gọi xung điên thân đề thư kiên đành nhiệt tài kiếm lô phóng quảnh các nhân luân lưng viên mãn thập phương tích nhật xa du viên đạt tiêu ta chư nam mô cũng rằng bồ tát ma tát nam mô cũng rằng bồ tát ma tát nam mô cũng rằng bồ tát ma xoan thách giá nhi hồi cung có lệnh trên gia có lệnh trên gia ban kỳ bồ là chư thiên bồ đề ca phật ca thành đạo phạm nam thành bồ minh vạn nam thành đánh đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi quân kéo đi đường đường chính chính cơ đội nào kim chỉnh trước sau dưới tuyển trên bộ đua nhau ôn đứng đỡ lui nắp nắp đầu càn sâu cảnh bầu trời bồng nai đi cảnh bầu trời gió nam vang vẳng hương bay ngàn đào trên thiên đào rồng bay năm vẻ dưới Việt Nam thì khi trung định không sai đời lần tiên đi đời lần thiên đình không sai đời lần thiên đình thay quyền thượng đế giáng sinh phủ trần từ năm kỳ mạo trung tuần kỳ mạo trung tuần vừa năm kỳ mạo trung tuần mùng mười tháng chạp giờ dần giáng sinh thấy trong quốc sử Nam Ninh quốc sử Nam Ninh thấy trong quốc sử Nam Ninh tin đổ trời khắp tin định hà xa giặc này đức thánh cười rời đức thánh cười rời rằng nay đức thánh cười rời hai người vắt võ vốn người được cao trên tiên tàu người đang tra sổ nay về đồng đổi số cho ai Việt Nam chất thị định đế phương kế thế chỉ định tiên trường tức mạc địa danh trước
chợt thế biết tay xa huy, chợt thế biết tay hướng lên đồng trường kim dày trần gian kêu cho thời đấy khỏi qua. Dẹp hết tà quỷ tàn nhang nhiều về thành công tứ mai đi về. Ông ra chất gian biết phép ông ra gần đài mũi ma ra uy khám đạt phép ông đôi má thu vị đôi má thu vị phép ông đôi má thu vị cổ tên khắc thượng xin định ra oai mặt hổ phù ra uy hùng hổ vô khảm dầu chất dâm cây công. Ra. Chân thế biết tay uy ra, chân thế biết tay ngự lên đông trường kim dành trật ra cứu lâu thời đấy khỏi qua. Chân gian bí phép văn ra cân đai mô mạ y nghi khám tàn phép ông đôi má thu phình đôi má thu phình phép ông đôi má thu phình cổ lên khăn thường diễn lĩnh ra oai mặt thổ phù ra uy hùng hổ vô đập khảo chân dâm cây đông. Lửa khói bùng bùng trào dầu xuống lửa khói bùng bùng đôi tay ông hòa tứ tung ngũ hành tay ấn quyết ra uy dấu mặt thần phù ra cứu hộ dân đoàn. Khát thượng xin định ra oai mặt phù phù ra uy hùng hổ vô khảm dầu chân dẫm cầy đung thủy bộ chư dinh lệnh ông sai thủy bộ chư dinh năm quan ngũ hổ anh linh cáo đàn lệnh ông thần vượt thâm tốc giáo lệnh sành sai tốc tốc như lôi tốc tốc như lôi lệnh hành sai tốc tốc như lôi cùng công phu pháp phải tì phép công lệnh lại sai thiên minh lực sư tóc cả tình lưới bổ mục trùng. Thank you.
sóng nhan thập cời, quang minh chiếu từ trung ngàn tích ngương cũng giảng, kỳ phương hoàng thân gần thành chúa tiên chủ. Ca lăng đợt sở từ mi lân lân chúng sinh, cô ngạc kim linh lệ lòng nhàn chiếu thiên đồ. Dân trình lễ tử đi có lễ dân trình trình thắt sinh nhau ông về chứng minh đồ cho đệ tử trường sinh sứ sạc dâng lên kim ngân sứ sạc dâng lên đức ông câu đối chép biên dành dành phê cho đệ tử bình an sư phụ sư quý an linh thọ trường phê cho sức mạnh can trường. Nhang khai quang thấp cửa diệu khai quang chứng nhịn nhật ngã tích tăng cung rằng kim phúc hoàng nâng cập hành đi tiến trùng vương ca năng thấp giả ấn tử bi mật chung sinh cô ngã kim linh đấy ông về chứng đạt riêng phùng tịnh tịnh như tai đi khai khai tất nhật thật nhật chiêu thông bình tài tâm tâm chi tuệ tài thuốc lòng bộ hạnh đức ông chứng đạt diệt thiên nhân ông vì ai nhục nhân ngại phi thông Thank you.
quốc sử ký Việt Nam Trần Thị Lệnh Thế Ký Thế Trị Bình Thiên Trương Tức Mạc Nghi Địa Sơn Hà Dục Tú Nghi Hát Kinh cầu về tại đền mẫu, được sở cầu thì được linh ứng, cũng như sở những việc lòng tham bằng tâm là nhà nào phúc đấy, nhà nào lộc đấy. Ha! Trần Thị
dùng nghi tương bảo đường đường huy chương vĩ vọng đông lương đại tài ngõ thao lược hùng ngoài quán cổ văn kinh luân khi độ Việt nhân triều ban mỹ cực hoàng thân đi lội sang bình chính ngoại cầu đông bình thanh giang hội cung nơi chân đi mở mang nam hải đức đệ tam dòng dõi sa mã sa mã chi tùy bao phen đi sa mã chi tùy đã đi phạt nặng đi lại đi phạt sập trước nghi đại đại đêm cầu yên dừng nghi ỷ xa ba chứ nghĩ rằng hiếu đạo chú tòa nào ngờ mắc nghi phải tiên oan y ý rực ra bàn ý rằng yêu đạo chú toàn
nào ngờ mắc phải đi ngoan ở đời dạ bảy tức khó bảy phút trực để trời xanh vạc sang soi mấy năm tinh kế tục ai tinh kế cùng ai mấy năm tinh kế được ai đành rằng đem xuống tin đại cho ca chịt nhang tấu về thoại phù các ban các tòa thìn đỉnh xuân đây diêm đà tấu về thủy phù vua cha đông đình vốn dòng thái tử lòng tùng ca lăng ca sa ngư mi lân mân súng sinh có ngạ kim đinh lệ lòng nhàn chư thiên đệ tử con nay có sơ dân trình ngài về tấu nỗi chết pin cho tưởng vi cho đệ tử trường sinh đôi chữ trường sinh ông vi đôi chữ trường sinh chữ hiền chữ quy kháng minh thọ trường vi cho sung mạnh kháng cường nhìn chữ trường sinh cho nghi dư dân dinh ra chung ngưng thịnh mọi đường thành tân nông về sáng phúc liễu ân dân nhạc khai quang khắp cửa diệu ông đơn chính đàn hạng tích đang túng giàn kỳ phúc hoàng tất cẩn thành đi tiến trục thường
người chân đi mở mang Nam Hải. Đức Đế Tăng dòng dõi bảo phèn giáp mã chi tùy đã vô hoa khắc lại đi phạt sát thủy trong tà trừ tình thành ra nghi hội cung ta mà xuống ra cửa bé ta mờ chiếc thoi cô bé lá cờ vô lan thành ra nghi hội cung
lập ở hướng đông, ngôi đền thờ lập ở hướng đông, thịnh mời cô bé của ông sáng đàn thanh gia hồi đi mãi chú tiên đi định mời đi mãi chú tiên đi núi dùng chú ngự chân bị tuyệt đi quá đức chú ngàn con vua đế tích giáng sinh vào dấu tích nề ra năm thìn tháng hai ngày mồng ba Thank you.
tan hòa chứ khác thường ở trần gian. Thôi mãn nguyệt họ khoan đùng đình đàn âm mơ tăng tích tình tích ta buồn dương bẻ nắng họ khoan. Đừng đôi
bên trong dân vườn mua xếp hai hàng châu chúa sơn trang khi trời cung cấm quang về đền tin cũng tận hương dâng lên tam bảo mười phương độ trì dâng lên tam bảo độ trì mười phương bàn sai nô chịu lộ cung ơn nắng ăn nắng ái bốn dòng sơn trà tính tình này mang chúc mang vàng ý nghĩa ý nghĩa mang chúc mang vàng mang che mang nước khắp nam tràng ngàn tình nghĩa sung ấy ý nghĩa vàng tím dâng nghi cơm nam gạo nấp tương đừng ngờ mười hai cửa về các cô đem về cả mười hai cửa về các cô đem về cả đêm đêm đốt đúc đêm đêm say đường nghe tiếng u ni thú rừng gọi nhau đúc ngay sáng tỏ trên non một bầu son sắt tốt tốt tươi rực rỡ đi lên ngàn u đăng ngàn hoa bước vào là đất xe ra là trời bước vào là đất mà xe ra là trời soi cho cuộc phú sân cường soi trong nam việt một năm thương tai hòa soi ngần rời lại soi xa soi cho non nước nhà nhà nở hoa cuộc nghỉ thiên sáng tỏ xa gần ý nghĩa sớm chiều cả ta tay khơi để ba sừng bạc bán cho chăm họ giàu sang đời đời bán cho chăm họ đời đời giàu sang lộc tài chúc mừng ban gia bốn phương hội họp để đàn tháng ngày mang cho tin tốt đồ dày bồng lộc cho năm về đây càng nhiều ban cho dài nhất giang miêu bồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa để từ con kia sớm phục thờ 30 mùng 1 ngày 14 hôm rằm 30 mùng 1 ngày rằm 14 chăm nghe ngàn xuôi khúc sắc vàng ngưng cười chơi đôi tay điên thì là tim cành ý nghĩa ai
tâm thành xe cha chú cho đường ấm no cho buồn cho bạn khắp chín trần gian. Trần gian ai biết đi chú người tôi đi, trần gian có biết đi chú người tôi đi. Rào cho khắp trăm ghe ngàn xuôi, cúc trăng vàng đồng hoa bưởi hoa chanh. Đôi tay đi chưa hai lá quýt cạnh à. Ê ê à à à à. Bảy tiểu thú yêu nai hồ báo đủ muôn loài xa giáo xa lá chim kêu vượt hót chín ngàn à. Đòi các chúng sơn tình ngắm xem sơn thủy hữu tình. Thank you.
tiên tốt nỡ nụ dày. Bồng đồng cho nắp về đây cho nhiều bạn cho dài nhất giang điều. Đồng đắc chơi bào hạ miếu thiêng hiền thánh tích lưu truyền vạn đại sắc tặng phòng nên mài đại vương chúa bà thông minh nghi chính nghi trường trường khác thường kêu cầu hiệu danh lễ mai chúng tiên bạch anh công chúa cầm quyền giang sinh nghi âm dương nghi hợp chúa bà tam vị chúa mường dương văn ni tịnh tam vị thiên chúa mường ni thiên chúa bà đệ nhất ni hùng vương chúa mường về thành gia hồi cùng nguyệt hồ dương văn ni chúa bói nguyệt hồ bắc giang yên thế là lời quý nhà thành gia hồi cùng lâm thao cao mãi quê nhà anh linh chất gia ta đi chúa bà đệ tam chỉ cung nghi cuối chiều thần soi tỏ cung đình mời tin đi chúa đệ tam quyền hành cai quản sự ninh trần quyền hành đi cai quản sự dùng đi lâm các đồng xa gần nam tôi đi chùa anh linh nâng lời núi đồi nữ chúng oanh kiệt toàn tài kim cung tuần lệnh sai thịt định sắc chỉ chùa giang đồng diệt đủ tà tinh lòng không sai chúa đi khắp bốn phương trời chúc tinh tất ngự đền thờ chi công hùng vương thánh tổ nam
tổ lạc ngông sớm khuya trổ trực ngay dòng vào giá ngắm xem gặp hết gần xa vào tùa hương tích nghi Phật niệm bà quan âm một lòng bồ đào chú nhân tâm bậc đi mà quý y Phật tổ mà thật là tâm ngỡ nghiệp thờ mong dù ai hiểu đạo kính cầu nhạc đắc khấn nguyện hương hoa cũng giảng phép tiền chúa giáng một khi đèn dương ngờ người bao la bụt phong nguyện ở lòng nào xa danh nghi tài còn nghi trong đích hữu đi chiều thái tổ chốn lạc chỗ đất ni tổ nâng nâng thao nam chiều khói tỏa tiêu dao ý à. Tròn một giờ trời say tiên nữ cầm mờ cờ giáng sinh đền thành giờ tí chúng hiền lịch sử có ai tay ý à. Bài sai đốm chiều lục cung nàng cô anh cô
bốn dòng sơn cha đi tích hay bằng chúc bằng giang à y à a à. Chú sai tập nhị tít đà cắt nồng ao tắm dịu dàng bước dài tú là cả rừng bồng rất hoa y à a à. Trường từ chung ta thích hương cũng xa kim cùng hoàng thân cần thanh chúa tiên trung ương ý nghĩa chung về chúa chức sơn trang kim ngân tai núi bạc vàng tít dần dần cơm nát gạo lốc tớp lưng người mười hai cửa về các cô đem về ngàn mười hai cửa về các thank you.
một vùng phong nguyệt non nâng xa, hồn thiêng sông núi dành nghe tại còn ai. Trong tích cũ lê triều thái tổ, chốn lạc châu đất tổ lâm thao làm chiều khói tỏa tiêu dao.
tâm mơ giữ nghiệp cá đà gọi hồn non nước nghe suối ngàn thuồng xưa nên tiên khí thần mơ ứng khẩu phép nhập hồn tình tàu ai hay có thì có từ mày mày không thì cả thế gian lại cũng không có phen dạo sư cùng bích thủy ai có lòng tuy hữu duyên có phen dạo cảnh non tiền đất đi lục
chữ vì đẹp đi cũng bậc đường ý à. Băng tre băng nước cam lam cha mà tình ơi xuân ai kỳ đẹp ý à. Chú sai thật nhìn đi nàng khăn nồng ao thắm dịu dàng bước ra tôi là cả dân cùng giấc hòa ý à. Cơ diệu chúa về chính sơn trang ngã tích tam cung giang đi phục hoàng lực cẩn thánh đến đi trung vương ý à. Gọi nhau ê đúc ngài sáng tỏ rực sâu một bầu sông sắc mơ tất tươi rượt già chín ngàn xanh chú nắm quả hoa ý à. Ngàn xanh lắm ở nhiều hoa chú bà đông bước vào ra sớm chiều một màu sắc sắc tốt tốt tươi rực rỡ nên trên ngàn mưa răng ánh hoa ý à. Hội hồn non nước xuôi
dưới ngàn chùa xưa, linh thiên khí thần cơ hướng cầu, phép ngập một tình đầu ai ai à. Khâm ba sắc
công hầu để nhất xa. Diệu khai quang chứng đạt duyên, Nga thích tăng cũng giảm kim phục hoàng nhân cả thánh đi tìm trùng vương. Ca lăng nước xa từ mi lên mân chúng sinh, cô ngã kim linh lệnh lòng nhàn chưa tìm đâu. Văn sớ dâng lên quan về đấu đối, chép biên cho tưởng phi cho đệ tử trường sinh. Đôi chữ trường sinh quan vi, đôi chữ trường sinh chữ hiển chữ quy, tác ninh tỏ tưởng phi cho sức mạnh khác thường. Dòng nhang khai quang thấp cờ diệu quang đơn chứng nhanh nhân ngã tích tăng cung giả kim phục hoàng tân cận thành đi tìm trung vương. Kinh tế độ dân
phong tôn quan thượng tôi định thần khắp hòa thiên hạ ơi muôn dân đi đào ôi cầu
dâng môn trên nhang tâm thanh, dâng môn trên nhang đống về thoại phù các ban các tòa thiên đình thoại phù Diêm La. Ông vị tùy phù ngô cha lâm tình vốn dòng tay tử đồng cùng xin trình thân xin chào xin chào xin lễ quan về xin dân cho tâm con nay dựng trình đệ tử con nay con nay dựng trình quan về tấu đối chép biên cho tử vi cho đôi chữ trường gì trường sinh phen cho như trường dân sinh ra chung ngưỡng thịnh mọi đường thanh thân kể từ nay ăn ngôi chính vị lộc tài nhiều phú quý vinh hoa đồng cho yên cửa yên nhà đệ tử con nay con nên dựng trình ngài về tấu đối chép biên cho được đủ cho ra chủ trường gì sơ trạng dâng lên kim ngân sơ trạng dâng lên quan về tấu đối chép biên cho tường thì cho thủ tử bình an sư phụ sư quý khang linh thọ trường tây cho vẹn cả đôi đường dòng nhang khai quang thấp cử diều khai quang trực chữ đàn duyên ngã tích tăng cung giảng kim phục hoàng đức cận thánh đi đi trung vương ca đăng thấp giá ấn tử bi mật chúng sinh cô ngã kim linh lên hoàn đơn chứng đã diệt cảnh bao bao
ngữ cảnh bỗng là câu thư thần phú dọc khoan thai hiến diệu thánh ván cờ tiên bồ dòng giả về phần mượn lại ngược tuyên quang
sao chơi đổ sóng ngang, tắm sao chơi bến là mười ngày. Lệnh chung truyền treo mây ngược thác, nào thác mê lại thác quỷ. Quỷ mê quỷ sống có khi, thác tiền anh ngữ lại đi xia vào. Sông mây sơn đôi vài bắc văn, tới sông ngâm nằm bạn với sông nghèo. Chuyên cho quân quân sĩ đua trèo, về chơi bạch hạc xuôi theo sông đục đầu. Sông La Lam thường cầu sông Đu, sông Thái Bình chảy xuống Kinh Môn. Sâu sông chấn cả Càn Khôn, theo dòng sông cái chảy dồn đi về xuôi. Tiếng quân reo nói cười sóng già, tiếng chuông cầu đựng cả muôn nơi. Lòng chuông rơi để đêm rời, đến rừng xương suối giả cười quan lại về. Đạp sóng cồn nước tuôn đôi nhà, lại về miền sông cả sông Thao. Ngòi lâu ngòi ngòi lao, tam giang thì thế giao người về. Anh ra nghe hồi cung mà loan thỉnh mời quan đệ tử, muốn con trời cai ngự bốn phương. Thanh gia đi hồi cung, chính quán quê nhà lính giam, chính quán quê nhà danh lam cổ tích đi một tòa ngôi nhà. Lính giang hiền tích, sứ danh giang vĩnh lại truyền đi cửa đài lòng lòng uy. Long trầu hồ phục kim quy, phục thank you.
tin đôi vạn cơ lệnh truyền tin đôi vạn cơ quan lớn bây giờ chắc sáng anh linh trước ra bảo giá tình sơ thu chóc hết ta tinh phen đẩy ra trần thế biết tay trần thế biết tay huy ra trần thế biết tay hướng lên động trường kiếm dậy dương ra cứu đồng thời đấy bỏ hoa dẹp hết ta quỷ tàn nhang hiểu về thục bì cưới gió đi về văn sư sức lên tượng này văn sư sức lên quan tuần đấu đối chép biên cho thử phi cho đôi chữ trường sinh đôi chữ trường sinh quan phi đôi chữ trường sinh chữ hiền chữ quy tăng ninh thọ trường phi cho dung anh kháng cự khai quang dòng nhang thập cờ diệu khai quang chứng minh nhân ngã tích tăng tung giảng kim phục hoàng đơn gặp thánh đi tiến trung cường tuần đấu đối chép biên cho tưởng phi cho đôi chữ trường sinh đôi chữ trường sinh quan phi đôi chữ trường sinh chữ hiệp chữ quy khắc ninh tọ tưởng phi cho những mạnh khắc cường nay văn sơ dân lên quan tuần tấu đôi chép biên cho tưởng phi cho đôi chữ trường si chữ phu chữ quỳ tác ninh thọ trường phi cho dung mạnh kháng cường sức mạnh can sự sức mạnh can trường phi cho sức mạnh can trường ra trung ương thịnh mọi đường thanh tân quan về sáng phúc lưu pháp nhân duy quang tục tuệ nhân trục viên dung thân nhân như thiên nhân chiếu di thể hoạt động khai quang pháp giới tội vô sứ bất hàm dung Thank you.
thao cổ kim lừng lẫy khắp mọi miền đã xảy thần tượng muôn dân đâu đó phượng thờ kỳ cùng thắng tích nghỉ một Nguyện con xin chung thành tư phù trước
hội đồng vạn vu bắc quan cắt cao con bờ phù tôn nhang khi làm tôi thách con chẳng tham dầu nghèo họ nguyện con nguyện tu theo tiên giáo quan khai tâm học đạo đường đinh khai cho được trí thông minh khai cho đôi mắt được tình bừng tường họ nguyện con nguyện đèn hương dâng tiền cúi sinh quan hướng đến đồng giá ai mà nhập nỗi triển tha đủ cho họ nguyện được vinh hoa đời đời tam con nguyện theo thầy mạng thế quan lại lưng kiếm cổ đồ mê xin quan đây nước thoái tề tập tập cho họ nguyện bốn bề được thanh cao chín con nguyện được thông đường tổ miếu quan khai tâm học chữ cắt nguyên cho ba cô ông mạnh họ tin tiền thoát đường trần tục được nên trang đài mười con nguyện tiền tài không tiếc nên kiếp lại có xa chi đâu họ nguyện con nay quỳ gối dập đầu mát chiều xê bóc theo hầu tôn quang à, người cùng vui vẻ đền rồng sớm hôm mai chủ đệ nhất đi vui vẻ đền rồng ngày chơi phụ chính giá người cùng tiên thánh thượng ngàn tiên nơ dân văn tiên thánh trên ngàn hà đồng cuồng tuần quan đi giang nghi đàn hôm mơ đây ở trên nghi đàn gió quấn nước sung cây dòng mơ khẽ cá lượn nền chim mơ bay về giờ gió nguyệt lặng lặng sao tan chiếc thoi bắn nguyệt khoan khoan chiều gập ghềnh khoan thấp lầu cao ý à. Thường lòng lanh ý
giấc ngàn. Mắt vương đồng đồng đánh, mặt hoa tươi tốt đi, khắc đi sạch đi dường dàng. Vân vân nhị hồng tu tìm bầu ra ý à, ý ý à. Công chúa thiên thai ý à, ý à. Vốn dòng công chúa thiên thai giang sinh hạ giới quyền cai thượng hạ quyền cai bảo lạc đất hạ giang ý à. Sao dòng trời dần quê rừng đào ý quẩy năm qua ý à, ý ý à. Rơi cho người trên đỉnh núi cất người hàng ngã tình tang tình nhì sớm mang chiều ca ý. Tường được chú quan hòa lưu đường tiến đô dọc trời bát cảnh ngũ hồ đi cầm mi treo về lại
khoan sổ ra về. Có phen chùa Bồ Đề chơi thôi lại sự xa về suối khe quyền tay ngàn mái ngàn nghe quyền trời cai ngàn nợp mái ngàn niên những giang ngàn mưa chúc mi che ngàn vầu mười hai cô thủ bàn theo cô sẽ chỉ thầm cô sâu hạt vàng trên đông cuồng giòn quan bán về đền đi cũng tốt đường dừng đi tam bảo mười phương độ trì dừng đi tam bảo độ trì mười phương bài say đố chỉ lùng nắng mắt nắng ái con dòng sông cha tình tình ngày băng chúc mưa ra băng tre băng nứa thắp lam cha ngà tình sầu bài sầu ngài đi ý nghĩa khai quang sắc nhang tập cờ diệu khai quang chứng đàn diệt ngàn đích tăng tục giả kim phục hoàng ngân vận phật tay tin trung vương ý à, à. Châu về châu trực sơn cha kim ngân thoi núng bạc vàng tin dần cơm nam gạo đốc tôm đùng mười hai cửa về các cô đem về ngàn mười hai cửa về các cô đem về ngàn đêm đêm đốt đúc đêm đêm say đường sang nghe tiếng đi đúng rừng gọi nhau đúc ngay sáng tỏ trên non một màu xanh xanh tốt tốt tươi dương già đi trên ngàn năm có nhiều hoa ý à, à, à. Ngàn xanh lắm có nhiều hoa chờ vào rào hót vào xa sớm chiều người mấy nặng xìu lên đeo ý nghĩa chỉnh lên trầu nhị trên nhà ý nghĩa
chính nên chỗ đề nghị chúng ngàn hội đồng quan ơn chính tòa sớm trang chỗ chính nên thập thì quan hoàng dân chăm tìm trình ý à. Chu vi mở quả khai hoa, bổ cáo xem bói cho người trần gian, chờ đủ cho họ nguyện bình an à. Ý à. Cho từ này an vui chính vì lộc tài nhiều đường phú quý đề đa, đệ tử con được yên hưởng yên nhà. Ý à, à, à. Trình cha biết tiếng, trình mẹ biết tên, chờ trình lên tư phủ cộng đồng ý nghĩa. Tù nhang biết lập dựng nên, chờ bà câu đôi chờ chép biên cho cường, chờ phê cho dụng mạnh càng cường. Chú từ này an ơi chính vì độc tài nhiều được phú quý đề đa, để từ có biết từ yên nhà. Độc tài nhiều phú quý đề đa, đệ tử con yên cửa yên nhà. Ý à, à, à. Đi thừa ngôi sinh vị, lộc tài nhiều phú quý vinh hoa, sổ tổ cho yên cửa yên nhà. Ý nghĩa chỗ về câu đối chỗ chép biên cho tường, chỗ về cho dụng bánh khang tường. Ý à, à, à. Cho từ này ăn ơi chính vị, độc tài nhiều đường phú quý đề đai, đệ tử con yên cửa yên nhà. Ý à, 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 à.
dân chỉnh. Chỗ và tô đôi chép biên cho tường, chỗ quê cho dung bánh khang tường. Ý à à à à. Chiều về bách điều sớm chiều càng vang đi, tay khởi về bạc rừng vàng. Bạn cho trăm họ giàu sang đời đời, bạn cho trăm họ đời đời giàu. Lộc tài chồng mới ban ra, bốn phương hội họp để đá tan ngày à. Bạc cho tiền tốt đủ dày, vòng lộc cho năm về đây cho nhiều. Bạc cho dài nhất giang tiêu, vòng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thánh đồng còn quy sớm phụng thờ, 30 mùng một ngày 14 hôm rằm. 30 mùng một ngày rằm 14. Lại ý nghĩa thành ra